cho lấy các bạn này vậy nè, mình bắn ra này, mình bắn ra thì nó ơ với cổ mình ấy, mình là mình chỉ mình thả bằng khí này thôi, bắn ra. Đây xong bắn ra thì cái này cho chỗ này cái ập vô cái mũi mũi mình nè, thì không khí oxy thôi đừng mở oxy đây, đưa đi vô đưa đây đấy, hiểu không? Bắn ra đây, bắn ra thấy không, thấy không anh em, thấy không? Ok chưa? Thế mình mở van, mở van, nhưng mà mở van thì cái khí này nó cung cấp vô ống này, vô mình thở. Khi nào nó hết khí? Khi nó hết thì nó sẽ có báo động tăng 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 tăng. Ở đây nó có nó sẽ báo động. Đấy. Cho nên trong vòng 15 phút, maximum 15 phút. Phó ba sẽ kiểm tra cái này nha. Em sẽ kiểm tra đây, đấy, nó có cái đồng hồ áp lực. Nó tới mức đỏ này phải báo, thì nếu nhiều khi nó bị rò rỉ cái mức đỏ này mình sẽ báo, mình trên bờ người ta sẽ ghi được, trên bờ mình sẽ đưa lên bờ, trên bờ người ta nạp cho mình ha, nhớ nha. Cái này là cái thoát hiểm PPPD. Ok chưa, nay mà còn thắc mắc gì không cứ hỏi. Em nhớ như là bỏ ra phát là xài luôn nhé. Tao mở cái van chứ mà. Xoài van đây là chút cái chốt. Là mình mổ mở ra có cái dây đây, cái chỉ cần nhấc cái dây ra phát. Cho mọi người nhìn cái van. À nó có cái chốt. À đây nó rất là chốt. Chưa biết cái van như nào. Nhấc. Cái bình này chắc bình hết này, hồi lần trước tàu này dính cái lỗi này. Cái ở chỗ cầu thang này này nên trước cứ mặn biết là bắt đầu là mở cửa ra thì lấy cái dây này với cái dây này cột vào cái cửa, thì là lấy cái cột đúng cái dây rốt cái chuôn chốt luôn, nên là ừ, vai vai này mà đúng một cái chốt nó dây có dây giật đó, dây giật rồi, dây giật rồi. Khi mà mình mở cái xét này ra cái rớt cái này lên cái là dùng luôn đó. Lúc đấy là nên là bảo là phải chùm mặn trước, xong rồi là rớt cái dây ra phát dây giật đâu vậy, dây giật đúng rồi, đúng hợp đấy, đúng rồi đây dây giật đây, trong này có dây giật giật chốt đúng rồi, dây giật có một số có một số cái thì mình mở vậy thì dây giật đây trong này đó, đây nha, cái mình chụp vô mình giật cái dây đó là thấy ra, còn có một số tàu thì nó dùng ấy đây nha, thì trong này nó có đồng hồ chỉ áp lực trong này nè, cái này còn không chị, ok vậy nha, rồi còn cái gì nữa nào, cái mình xuất cái này cái file này đi nha.